Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thì chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta tiếp tục công phá câu 43 phần thứ nhất trong cái đề ôn thi tốt nghiệp trung học quốc gia năm 2023 theo chuẩn cấu trúc của Bộ Giáo dục. Trước hết thầy ôn lại phần lý thuyết để chúng ta làm bài tập phần này. Đó là xác định khoảng cách từ A đến mặt phẳng P. Thầy cho mặt phẳng P, nếu chúng ta biết A phẩy vuông góc với mặt phẳng P, thì A phẩy chính là khoảng cách từ A đến mặt phẳng P. Tuy nhiên có nhiều bài toán không đưa về được vấn đề này. Thế thì khi đó chúng ta làm như sau. Chúng ta tìm điểm B. Điểm B này thường là chân đường vuông góc của một đỉnh S của một hình tròn hoặc là các đỉnh của đáy của một lăng trụ đứng. Khi đó chúng ta xác định cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P. Còn cách xác định như thế nào thì thầy sẽ nói các em ở cái phần tiếp theo. Sau đó các em xác định B phẩy là hình chiếu của B ở trên cái mặt phẳng P đó. Các em xác định cái giao tuyến của một cái mặt phẳng mà chứa A và B mà lấy vuông góc với P. Khi đó các em sẽ nối A và B thì các em tìm được Y. Y là giao điểm của đoạn thẳng AB với mặt phẳng P. Các em quan sát thầy xoay hình để hiểu hơn cái hình này. Bây giờ thầy sẽ trình bày cho các em cách xác định khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Mà khi đó chúng ta không xác định được A phẩy góc với P. Cách xác định này chúng ta không đi vẽ hình. Tức là không đi vẽ cái đoạn thẳng A phẩy này các em này. Vuông góc với P được. Vẽ như vậy nó phức tạp lắm. Và chúng ta sẽ đi dùng cái tỷ số. Trường hợp thứ nhất là điểm A và điểm B nằm khác phía đối với mặt phẳng P. Thì bước 1 thì chúng ta chọn điểm B đặc biệt của hình. Thường là chân đường vuông góc. Chân đường vuông góc. Sau cho AB cắt P tại điểm Y. Nếu là hình chóp thì B thường là hình chiếu của đỉnh hình tròn nghe em. B này là thường là hình chiếu của đỉnh hình tròn này chứ không phải là B phẩy đâu nhá. Mình nếu là hình lăng trụ thì điểm B này này thường là một đỉnh của đáy của hình lăng trụ đứng được em. Bước 2 chúng ta đi tìm cái tỷ số AI trên BI bằng K. Nếu AI trên BI bằng K thì các em sẽ thấy được là chúng ta có hai cái tam giác đồng dạng này. Đó là tam giác A, A phẩy Y và tam giác B, B phẩy Y là hai tam giác đồng dạng. Vì hai tam giác này là hai tam giác vuông mà có một góc nhọn để chúng định Y để đổi định cho hai tam giác đồng dạng. Cho nên cái tỷ số AI trên BI, AI trên BI này các em sẽ bằng K. Thì nó cũng bằng cái tỷ số A phẩy trên B B phẩy. Thế thì cái khoảng cách từ A mà đến mặt phẳng P và cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P thì có tỷ số bằng cái tỷ số đồng dạng này. Cho nên chúng ta suy ra là cái khoảng cách từ A đến mặt phẳng P cũng gấp K lần cái khoảng cách từ B đến mặt phẳng P. Mà trong cái đó chúng ta tính được khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P thì chúng ta sẽ tính được khoảng cách từ điểm A đến
vậy thì trong cách này thì chúng ta thấy là chúng ta không vẽ cái khoảng cách từ A đến mặt phẳng P. Các em phải thấy được cái điều đó. Chứ các em đi lấy quay dựng hình là coi như chúng ta làm không được. Và bước 3 là chúng ta đi tính cái khoảng cách từ điểm B này đến mặt phẳng P. Thì từ đó chúng ta thay vào công thức thì chúng ta sẽ tính được khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Như vậy là thể kết thúc cái phần này. Khi điểm A và điểm B nằm khác phía đối với mặt phẳng P. Tuy nhiên cũng có những cái bài nó nằm cùng phía. Và thường những cái bài nằm cùng phía thì nằm trong đề thi nhiều hơn. Nằm cùng phía thì thầy nhắc lại. Cũng tương tự như vậy. Các em muốn xác định khoảng cách từ điểm A mà đến mặt phẳng P. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là nếu A phẩy nó vuông góc mặt phẳng P mà chúng ta vẽ được thì cái chuyện đó quá bình thường. Thầy muốn nói là cái đoạn A phẩy này chúng ta không xác định được này. Trường hợp này là chúng ta xét A và B nằm cùng phía đối với P thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Chọn B là một điểm đặc biệt của hình, cũng giống như phương pháp thứ nhất này. Và chúng ta thấy hai cái tam giác là Y A phẩy A và Y B phẩy B là hai tam giác đồng giác, hai tam giác vuông có một góc nhọn Y chung nữa. Và bước thứ hai chúng ta cũng tính cái tỷ số là AI trên BI bằng K. Thì khi đó cái khoảng cách từ A đến mặt phẳng P đấy các em này cũng gấp K lần cái khoảng cách từ B đến mặt phẳng P. Cách này chúng ta cũng không phải hình. Và chúng ta tìm cách tính cái khoảng cách từ điểm B này thôi đến mặt phẳng P. Thì chúng ta sẽ suy ra cái khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Như vậy là chúng ta kết thúc. Điểm A có thể thay đổi được các em này. Chúng ta có thể thay đổi một tí để chúng ta biết nằm cùng phía là được. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách tính cái khoảng cách từ điểm B mà đến mặt phẳng P. Điểm B là điểm đặc biệt đúng không nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ kỹ năng tiếp theo đó là chúng ta đi xác định cái khoảng cách từ điểm B mà đến mặt phẳng P được không? Kỹ năng xác định khoảng cách từ một điểm thầy gọi là điểm hạt thì các em hiểu là đó là điểm P trong lý thuyết đến mặt phẳng SBC với hạt là hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng P. Các em theo dõi hình. Như vậy là chúng ta đi xác định khoảng cách từ điểm hạt này. Hạt hình chiếu của S này. Hạt này đóng vai trò là điểm B trong phần lý thuyết thầy mới nói xong này. Xác định khoảng cách từ điểm hạt mà đến cái mặt phẳng màu vàng này đến mặt phẳng SBC. Thì cách làm như sau. Trước hết các em có thể vẽ hạt M vuông góc với BC. Thông thường cái điểm M này rất đặc biệt. Cũng có thể không đặc biệt. Khi nào thì đặc biệt. Ví dụ như người ta cho cái tam giác SBC là một tam giác cân chẳng hạn, cân thể S hoặc là tam giác đều gì đó, thì các em lấy M nằm ở trung điểm của BC thì các em có hạt M nó cũng vuông góc với BC. M là trung điểm. Còn có những trường hợp người ta không cho trung điểm, người ta cho một điểm bất kỳ thì cái kỹ năng này thì các em cũng thường gặp, nhưng mà trong đề thi thì ít hơn. Khi đó các em sẽ đi làm như sau, các em kẻ HM vuông góc với BC hoặc là SM vuông góc với BC đều được cả. Thì khi đó chúng ta thấy rằng là nếu HM vuông góc BC thì SM nó cũng vuông góc với BC theo định lý bán đường vuông góc. Hoặc là nếu các em vẽ SM vuông góc với BC trước thì HM cũng vuông góc với BC cũng theo định lý bán đường vuông góc. Thì khi đó các em sẽ kể cho thầy cái đường thẳng HK này này. Nó vuông góc với SM thôi. Thì HK này nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SBC. Vì sao như vậy? Vì là mặt phẳng SBC này nó chứa BC. Nó vuông góc với hai cái đường thẳng. Đó là SM và HM rồi. Thì cái mặt phẳng màu vàng này tại SBC nó sẽ vuông góc với mặt phẳng HM. Và hai mặt phẳng này nó cắt nhau theo giao tuyến SM. Mà theo tính chất của hai mặt phẳng vuông góc, nếu hai mặt phẳng vuông góc từ một điểm nào đó trên mặt phẳng này chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc với giao tuyến thì nó sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. Như vậy là chúng ta xác định xong. Bây giờ chúng ta vào cái trình bày. Bước 1 là chúng ta kẻ HM vuông góc với BC
hoặc là SM vuông góc với BC. Tôi thấy nói ở phía ngoài ngoặc đơn các em. Nếu kẻ HM mà vuông góc với BC thì SM nó vuông góc với BC theo định lý ba đường vuông góc. Bước 2 là các em đi kẻ HK vuông góc với SM. Thì các em sẽ suy ra là HK nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SBC như thầy mới giải thích khi này. Từ đó suy ra HK chính là cái khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng SBC. Tức là khoảng cách từ điểm B đấy các em này, đến mặt phẳng SBC trong phần lý thuyết. Cái điểm S nó có thể thay đổi lên cao thì chúng ta rơi cái điểm này xuống một tí cho nó dễ thấy đúng không nào. Còn nếu cái điểm này mà nó xuống thấp thế này các em này, thì các em này rơi cái điểm này lên cao một tí đó, để cho em dễ hình dung thế thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Thì tùy vào hình này các em xác định cái HK để cho nó trực quan. Bây giờ tiếp theo là công thức tính. Thế giới nó lên tí. Công thức tính nhà HK này, khi các em biết được cái điều này, biết được hai đoạn này, thì các em phải để ý này. Thứ nhất là tam giác SHM là tam giác vuông thì H. Rồi HK là cái đường cao vẽ từ đỉnh góc vuông. Cho nên chúng ta có một hệ thức lượng, đó là 1 trên HK bình sẽ bằng 1 trên HS bình cộng 1 trên HM bình. Nhưng mà nếu các em mà đi từ công thức này thì các em mà tìm HK mà khi biết SH và HM thì phức tạp. Cho nên thầy biết gọn như thế này các em. Các em một tính HK đúng không? Ba cạnh thì các em có cạnh này rồi này. Thì đây là hai cạnh góc vuông thì các em lấy nhân lại với nhau các em về tử này. Còn mẫu là các em lấy căn bậc 2 này của cái tổng hai cái độ dài đã viết trên bình phương đấy. Là xong. Bây giờ cái trường hợp thứ hai là có thể tính là SH hoặc là HM. Thì thôi bây giờ thầy lấy đại diện là SH đi nha. Hay là công thức tính SH khi biết độ dài là HK và HM. Thì các em thấy là HK với HM thì HM nó dài hơn HK đúng không? Cho nên các em biết như sau này. SH sẽ bằng này. HM dài các em biết trước. HK ngắn các em biết sau. Sau đó dưới căn bậc 2 là các em lại hiểu. HM bình trừ HK bình thì là xong. Như vậy chúng ta có cái kỹ năng để tính cái khoảng cách từ điểm B là điểm này các em này. Là khoảng cách từ điểm B này, này. Đến cái mặt phẳng đó. Là chúng ta xác định như vậy đó. Chẳng định khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng này. Các em quan sát cái hình trong không gian một tí để các em dễ tưởng tượng. Các em nhìn từ trên xuống dưới này có mối quan hệ vuông góc với các em này. Các em thấy vuông góc đó. Kẻ vuông góc như vậy đó các em. Thì tùy vào bài toán tùy vô hình các em để góc độ nào các em tính cũng được. Ở đây là về lý thuyết cho nên là thầy buộc phải dừng ở một cái góc độ cho nó rõ hơn một tí. Là góc độ này để các em tính. Bây giờ chúng ta sang sửa các bài tập để vận dụng các kiến thức thầy vừa nói cho các em. Bài tập 1 là cho một lăng trụ đựng ABC, A', B', C', có AC bằng A căn 7, góc B bằng 30 độ, AB bằng A'. Gọi M là trung điểm của BB', khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CC' bằng A căn 3. Tính thể tích của khối lăng trụ đó. Chúng ta có 4 đáp án. Trước hết chúng ta vẽ hình. Ở đây thầy chưa điền giả thiết, nhưng mà thầy soi hình để các em quan sát cái hình một tí. Góc hình hơi hẹp vì cái góc B nó có 30 độ thôi các em. Các em hình dung cái khoảng cách giữa CC' và AM, khoảng cách giữa hai đường thẳng chiều nhau. Muốn xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng chiều nhau thì có nhiều cách lắm. Tuy nhiên là cái cách chung thường là chúng ta chọn một mặt phẳng mà chứa đường này mà song song với đường kia. Thì khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng đó là bằng khoảng cách giữa đường thẳng này và mặt phẳng chúng ta mới xác định. Thì bây giờ muốn xác định khoảng cách giữa CC' này và cái đường thẳng AM này, thì các em thấy cái đường thẳng AM nó nằm trong cái mặt phẳng AB, B'A'.
nó song song với CC phẩy. Vì sao nó song song với CC phẩy? Là bởi vì CC phẩy nó song song với BB phẩy, mà BB phẩy thì nằm trong mặt phẳng này, cho nên CC phẩy song song với mặt phẳng AB, B phẩy A phẩy. Thế khi đó khoảng cách giữa CC phẩy và AM này chính là khoảng cách giữa CC phẩy với cái mặt phẳng. Như vậy bây giờ chúng ta đi xác định khoảng cách một điểm nào đó ở trên cái cạnh CC phẩy này đến cái mặt phẳng màu vàng là được, thì chúng ta nên chọn điểm C. Vì đây là lăng trụ đứng, cho nên khi các em vẽ CH nó vuông góc với AB thì CH nó vuông góc với mặt phẳng này kìa. Vì sao như vậy? Vì mặt đáy và cái mặt bên này nó vuông góc với nhau cho lăng trụ đứng. Cho nên trên mặt phẳng đáy thì dựng một đường thẳng vuông góc với giao tuyến, nó sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. Thì đây chính là cái khoảng cách giữa CC phẩy với AM. Người ta vẽ AM, chứ còn chúng ta vẽ bất kỳ một cái đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng màu vàng này, thì khoảng cách giữa CC phẩy với một đường thẳng như thế thì luôn luôn bằng CH. Các em hiểu như thế để các em làm bài tập. Bây giờ thầy vẽ thêm góc 30 độ ở trên hình nhé. Như vậy là chúng ta đã hiểu cái cách xác định rồi đúng không nào? Chúng ta xác định xong khoảng cách trước em này. Khoảng cách này là bằng A căn 3. Bây giờ chúng ta tìm cách phân tích để tính thể tích. Thể tích của một lăng trụ đứng thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao đúng không nào? Diện tích đáy chúng ta tính bằng cách nào? Bây giờ các em đọc tiếp cái giả thiết cho thầy một tí. Trong cái giả thiết này thì AB bằng A phẩy, có nghĩa là chiều cao thì bằng cạnh AB, hay nói cách khác AB, B phẩy, A phẩy là hình vuông đấy. Như vậy là nếu tính được AB thì chúng ta sẽ tính được A phẩy, B phẩy, đúng không? Tức là tính được cạnh đáy. Có cạnh đáy thì có chiều cao HC thì chúng ta tính được diện tích đáy. Có diện tích đáy, có đường cao thì chúng ta tính được thể tích. Quá đơn giản. Bây giờ làm sao mà tính AB? Thì các em phải để ý cho thầy. AB thì bằng AH cộng HB. Mà AH thì khi đó chúng ta biết cạnh AC rồi. AC bằng cạnh 7. Có CH thì chúng ta sẽ tính được AH như định lý Pythagore. Có CH, chúng ta có cái góc nhọn B, thì chúng ta sẽ tính được cái cạnh góc vuông HB. Cộng HA HB lại thì chúng ta tính được cạnh AB. Và như vậy chúng ta tính được thể tích. Thầy phân tích xong, bây giờ chúng ta vào trình bày. GH là hình chiếu của C trên AB. Thì khi đó ta có cái lăng trụ đã cho là lăng trụ đứng, nên CH nó vuông góc về mặt phẳng AB, B phẩy, A phẩy. Cho CC phẩy nó vuông song song với BB phẩy, cho nên suy ra CC phẩy nó song song với cái mặt phẳng thể tố màu vàng AB, B phẩy, A phẩy. Cho nên khoảng cách giữa CC phẩy và AM thì chính bằng khoảng cách từ C mà đến cái mặt phẳng AB, B phẩy, A phẩy, chính là bằng đoạn CH và bằng A căn 3. Bây giờ chúng ta đi tính do tam giác AHC đây này là vuông tại hạt, cho nên chúng ta có HC là bằng căn bậc 2 của AC bình mà trừ cho CH bình. A căn 7 bình phương chúng ta được 7A bình phương, mà trừ cho A căn 3 bình phương thì chúng ta được 3 bình phương. Vì kết quả này bằng 2A. Như vậy là AH bằng 2A nha các em. Tiếp tục. Mặt khác thì chúng ta có BH, chúng ta khỏi nói tam giác vuông nữa. Cạnh góc vuông này, BH này, sẽ bằng cạnh góc vuông kia mà nhân với cô tang góc kề. Tức là chúng ta có BH thì bằng HC nhân với cô tang 30 độ. Nhân vào CH chúng ta thay bằng A căn 3, cô tang 30 độ là căn 3, như vậy chúng ta được 3A. Vậy thì AB sẽ bằng tổng 3A cộng với 2A. Vậy AB thì bằng A phẩy
A phải là chiều cao được em, sẽ bằng A hạt cộng hạt B, bằng 2A cộng 13A thì bằng 5A. Như vậy bây giờ chúng ta tính diện tích đáy trước đi. Diện tích đáy của tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 AB nhân hạt C. Chúng ta thay số vào. Bằng A. AB nữa. AB này các em này. AB chúng ta mới tính xong đấy. AB là bằng 5, 5A đúng không? AB bằng 5A. Và nhân với C hạt này. A căn 3. Như vậy chúng ta được 5 nhân với căn 3 nhân A bình trên 2. Từ đó thể tích sẽ bằng 1 phần 3 A phẩy. A phẩy các em lưu ý cho thầy, A phẩy thì bằng AB nha. Nhân với diện tích tam giác. Bằng 1 phần 3 này. Nhân với trên này các em này. Thì như vậy các em được 1 phần 6. Các em nhân với A phẩy, tức là nhân với 5A thì các em được 25. Nhân căn 2 có 3 nhân A lập 6. Chúng ta kết thúc. Cho đáp án nào các em? Đáp án C đấy các em. 25 căn 3 A lập 6. Chúng ta kết thúc. Vì bài này về đơn giản nhưng mà rắc rối ở chỗ là cái khoảng cách CH đấy các em. Chỉ là đường cao của đáy vẽ từ đỉnh C. Như vậy là trong bài này được các em nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bài thứ hai. Bài thứ hai là cho khối lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có góc BAC bằng 60 độ, AB bằng 3A, AC bằng 4A. Gọi M là trung điểm của B phẩy C phẩy. Biết khoảng cách từ M đến mặt phẳng B phẩy AC thì bằng 3A căn 15 phần 10, tính thể tích của khối lăng trụ. Chúng ta có 4 đáp án. Bây giờ chúng ta vẽ hình đã. Thì vẽ cái khối lăng trụ đứng này có góc A đây này, của đáy này bằng 60 độ này. Cái nhà AB này các em nhớ cho thầy là bằng 3A này, thì ghi vào một tí này. A nằm đây các em này. Các em biết 3A nó đấy nhá. Rồi cạnh AC thì bằng 4A. Thì bây giờ thì vẽ thế này thì thầy xoay thì 3A với 4A nó nằm rơi ra. Cho nên thầy để xuống đây cái đó. Thầy xoay hình như các em quan sát một tí. Bây giờ việc đầu tiên là chúng ta xác định khoảng cách từ M đấy các em đến mặt phẳng B phẩy AC. Các em thấy khoảng cách từ M đến B phẩy AC. Mặt phẳng B phẩy AC là mặt phẳng này các em ơi. Thì tô màu thì các em quan sát nhé. Màu này là dễ nhìn nhất. Như vậy thì các em AB thì điền cái số vào đây. Chúng ta tự tưởng hình thôi. Thì điền cái số vào đây để chúng ta dễ quan sát một tí. Bây giờ tiếp tục muốn xác định khoảng cách từ M mà đến cái mặt phẳng màu vàng này các em này. Thì các em nên chọn khoảng cách từ một cái điểm đặc biệt, đó điểm B đấy các em này, đến mặt phẳng màu vàng. Thầy nói với các em nói đúng không? Chọn điểm B. Thì khi đó các em nối B với M. Bây giờ thầy nối BC phẩy trước cái đó. Sau đó thầy nối B với M cắt nhau tại rễ. Các em thấy điểm rễ có điểm là điểm gì các em biết không? M là trung điểm của B phẩy C phẩy. Mà mặt bên này là hình chữ nhật, cho nên N này là trung điểm. Cho nên cái đường thẳng BN, B phẩy N và BM là hai đường trung tuyến, thì nó cắt nhau tại điểm là điểm rễ. Điểm rê là gì cho em? Trọng tâm của tam giác. Vậy các em biết được tỷ số giữa MR và RB đấy. Từ đó các em xác định khoảng cách từ điểm B mà đến cái mặt phẳng màu vàng được. Thông qua cái khoảng cách từ M đến mặt phẳng màu vàng. Như vậy là chúng ta làm như sau. Tiếp tục vẽ hình tiếp. Thì giống như lúc nãy chúng ta vẽ BK nó vuông góc với AC. Thì cái BK này nó vuông góc với một cái mặt phẳng. Phẳng nào các em? Mặt phẳng AC, C phẩy A phẩy. Nhưng mà điều này không quan trọng lắm. Bây giờ các em cứ để ý cho thầy này. Cái AC này nó vuông góc với B,
BK. Rồi cái AC này nó vuông góc với cạnh bên, cho nên cái AC này nó vuông góc với mặt phẳng KBB phải. Đấy, nó vuông góc với mặt phẳng KBB phải. Để thế này cũng được. Cái màu nó bị mất thì tô lại một tí. Thế thì khi đó các em sẽ nối KB phẩy và các em vẽ một đoạn thẳng vuông góc với KB phẩy, thì cái đoạn thẳng đó nó vuông góc với cái mặt phẳng màu vàng. Đó, thế vẽ BH các em. Như vậy là BH chính là cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng màu vàng. Chúng ta sẽ tính thông qua cái khoảng cách từ M đến mặt phẳng màu vàng dựa vào cái tỷ số, đó là tỷ số RM trên RB bằng 1/2. Sau khi có được BH này, sau khi có được BH thì chúng ta áp dụng hệ thức lượng trung tâm giờ vuông KB B phẩy để chúng ta tính cái cạnh chiều cao BB phẩy. Khi chúng ta có diện tích đáy có chiều cao thì chúng ta sẽ tính được thể tích. Bây giờ chúng ta bắt đầu tính. Bây giờ thầy gọi R là giao điểm của B'C đây này và BM. Thì ta suy ra R là trọng tâm của tam giác B, B'C'. Cho nên chúng ta có RM trên RB sẽ bằng 1/2, đúng không nào? Từ đó ta chúng ta suy ra cái khoảng cách từ điểm M mà đến mặt phẳng màu vàng đó, tức là mặt phẳng B'AC đó, thì chỉ bằng một nửa cái khoảng cách từ điểm B mà đến cái mặt phẳng màu vàng đó thôi. Chúng ta dừng lại đó để chúng ta đi tính cái khoảng cách trước. Bây giờ thầy sẽ kẻ BK vuông góc với AC. Chúng ta dừng hình trước đấy. Khi đó chúng ta có này, AC nó vuông góc với BK rồi nha, là cho ta vẽ này. Hãy đó, để tiếp tục nói tiếp này. AC này nó vuông góc với BB phẩy này, do lăng trụ đứng này. Cho nên suy ra AC nó vuông góc với mặt phẳng là K BB phẩy, và giao tuyến của chúng là K BB phẩy. Cho nên suy ra là hai cái mặt phẳng là B'AC, B'AC là màu vàng, và cái mặt phẳng K BB phẩy là vuông góc, có giao tuyến là KB phẩy. Cho nên chúng ta kể tiếp BH nó vuông góc với KB phẩy, thì BH này nó sẽ vuông góc với mặt phẳng AC B phẩy, hay nói cách khác, cái khoảng cách từ điểm B này đến mặt phẳng B'AC này chính là bằng BH được em. BH. Thì bây giờ người ta cho khoảng cách từ M rồi, thì các em thấy này, khoảng cách từ B đến mặt phẳng B'AC bằng 2 lần. Như vậy nó bằng 2 lần các em. Bằng 2 lần khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng B'AC. Chúng ta để 2 nhân với cái khoảng cách để cho trên này, 3A căn 15/10, thì chúng ta nhân lại. Anh chỉ thêm là số 2 thôi, đúng không? Thì chúng ta giảm được 2 cho 10 thì chúng ta được 3 căn bậc 2 của 15/5. Như vậy là cái khoảng cách này có rồi các em này. Như vậy là bây giờ chúng ta sau khi xác định được BH để làm gì? Để chúng ta đi tính một là chiều cao này, hai là diện tích đáy, đúng không? Bây giờ tính gì trước? Bây giờ thầy tính cái xét cái tam giác này. A KB nó vuông cạnh K thì góc này 60 độ, thì thầy sẽ tính được BK. BK cạnh vuông sẽ bằng K
Huyền AB đấy các em này, nhân xin góc độ là nhân 30 độ, AB nhân với xin 60 độ. AB chúng ta thay bằng 3A này, xin 60 độ là bằng căn bậc 2 của 3 trên 2. Kết quả thì chúng ta được 3 nhân căn bậc 2 của 3 trên 2. Như vậy là chúng ta tính được KB rồi các em. Có KB này các em này, có cạnh này rồi này, cạnh AC thì các em có tính được diện tích tâm giác đáy không? Được đúng không? Tính được. Bây giờ thầy để đó, thầy đi tính tiếp. Xét cái tam giác B'KB, cái tam giác vuông tại này, tại B này, B'KB. Vuông tại B mà có đường cao BK, không phải có đường cao BH. Có đường cao BH, cho nên chúng ta sẽ tính cái cạnh BB phải thông qua hai cạnh là BK và BH này anh em. Thì có BB phải này, BK với BH thì các em thấy là BK nó dài hơn BH, cho nên thầy viết BK trước BH sau này. Dễ mẫu là căn bậc 2 của BK bình trừ cho BH bình. Công thức này chúng ta thuộc để chúng ta làm cho nhanh. Bây giờ thay vào này, BK chúng ta thay là bao nhiêu? BK là 3A căn 3 trên 2 này, nhân với BH. BH chúng ta tính ở trên này này, 3A căn 15.5 này, chúng ta nhân vào này. Hiện nay chúng ta biết căn bậc 2 bình phương biểu thức thứ nhất này. Bình phương biểu thức thứ nhất thì biểu thức mẫu là 4. Trên là 3 bình phương nhân với 3 là 937 trừ này. Biểu thức thứ 2 bình phương dưới mẫu là 55 các em nhé. Nhưng khi bình phương thì chúng ta có 3 nhân 5 ở tử. Giải được một lần cho 5 thì mẫu còn 5 thôi. Rồi 3 bình phương là 99 nhân 37 A bình phương. Bây giờ chúng ta thực hiện máy tính để chúng ta tính BB phẩy này cho nó gọn. Thì khi nhập trên máy tính thì các em lưu ý cho thầy một tí là A cho bằng 1. Các em nhập bình thường thôi, nhập phân thức. Trên nhập phân thức này, tự thầy nhập này, 3 nhân 3 là 9, 9 nhân căn 45 này. Chỉ mẫu thầy nhập bằng 10 này, xuống dưới này là căn bậc 2 này, 27/4 và trừ 27/5 này. Các em biết chia thế này không được? Trừ 27 chia cho 5 bằng, các em được 3 căn 3, thêm A nữa là sao? Như vậy chúng ta được là 3 căn 3. Bây giờ chúng ta đi tính thể tích luôn. Thể tích thì bằng BB phẩy nhân với diện tích đáy, mà diện tích đáy là bằng 1/2 của 4A nhân với KB. Chúng ta tính luôn các em nhé, cho nó nhanh. BB phẩy này bằng 3A căn 3, chúng ta mới bấm máy tính xong này. Diện tích tam giác này chúng ta có thể tính hai cách. Chúng ta tính BK cũng được, mà chúng ta tính theo kiểu này cũng được này. Chúng ta có cạnh này và cạnh này các em này. Chúng ta tính thông qua sin của 60 độ. Diện tích tam giác thì bằng 1/2 tích hai cạnh nhân với sin góc chân giữa hai cạnh đó. Tính như thế này cũng được. Bằng 1/2 nhân với 3A nhân với 4A nhân với sin 60 độ. Chỗ này các em tính hóa cách nha các em. Thì giờ các em thấy như thế này thì các em cần thiết thì các em bấm máy tính đi. Chúng ta nhập trên máy tính cho nó gọn đi. 3 nhân 3 này là 9. 9 nhân 2 thôi, bây giờ được 2, 18. 18 nhân căn 3. Để nhân tiếp với sin 60 độ. Em được 27, 27 A lập được em. Đáp án nào các em nhỉ? Đáp án B đấy các em này. Vậy là chúng ta đọc chọn đáp án B. Như vậy là thầy sửa cho các em hai bài tập nó liên quan đến cái phần lý thuyết để các em nắm vững bài toán này. Như vậy là các em thấy là câu 43 theo đề chuẩn mẫu của Bộ Giáo dục thường liên quan đến khoảng cách, có thể là hình chóp, hình lăng trụ. Thì
thì video kế tiếp thầy sẽ sửa cho các em công pháp câu này, nhưng ở dạng hình tròn, thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi bài học. Cuối cùng thì chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.